Hy hữu, người đàn ông sở hữu siêu năng lực có thể chạy liên tục nhiều ngày liền như một cỗ máy mà không hề mệt mỏi. Con người dù có khỏe mạnh đến đâu thì sau một thời gian vận động đều sẽ cảm thấy mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trên thế giới lại tồn tại một siêu nhân sở hữu năng lực đặc biệt có thể chạy liên tiếp nhiều ngày liền mà không cảm thấy mệt mỏi. Đó chính là Dean Kanazet. Dean Kanazet sinh năm 1962 tại California, nổi tiếng với việc nắm giữ nhiều kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong môn chạy bền. Trong đó đặc biệt nhất chính là kỷ lục chạy liên tục 530 km trong 80 giờ 44 phút mà không cần phải nghỉ ngơi một giây phút nào. Ở những năm 90, mọi người xem ông như một siêu nhân vì không ai có thể lý giải được tại sao người đàn ông này lại có một nền tảng thể lực phi thường đến như vậy. Mãi cho đến gần đây, nhờ vào các tiến bộ trong y học mới phát hiện được điều bí ẩn nằm trong cơ thể của ông ấy. Thế đó, khi người bình thường vận động, trong cơ thể sẽ sử dụng oxy và glucose để cung cấp năng lượng. Quá trình này được gọi là hô hấp hiếu khí. Tuy nhiên, sau một thời gian, khi lượng oxy hít vào không còn đủ bù cho lượng oxy đốt cháy, thì một số tế bào phải chuyển sang quá trình hô hấp kỵ khí. Lúc này cơ thể sẽ sản sinh ra axit lactic, khiến cho cơ bắp chúng ta đau mỏi. Khi axit lactic tích tụ đến một ngưỡng nào đó, chúng ta sẽ cảm thấy cơn đau quá sức chịu đựng và buộc phải dừng lại, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, cơ thể của Dean không như vậy. Nhờ vào đột biến gen quý hiếm mà ti thể trong cơ bắp lớn hơn, đồng thời một số loại enzyme cũng tiết ra nhiều hơn, nên toàn bộ axit lactic sẽ bị những phân tử này trung hòa ngay lập tức. Đây là nguyên nhân chính lý giải cho việc ông ấy không bao giờ bị chuột rút, mỏi cơ hay thở dốc khi chạy. Đây đúng là một khả năng phi thường mà bất kỳ ai cũng ao ước có được, phải không nào? Còn bạn, nếu có được siêu năng lực như Dean, bạn sẽ sử dụng nó vào việc gì? Hãy cùng để lại bình luận bên dưới cho Tình Bào Phúc Bí Ẩn biết nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tình Bào Phúc Bí Ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tình Bào Phúc chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.